Uyên Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vị khách đặc biệt của Uyên Việt Nam. Người phụ nữ rất xinh đẹp bên cạnh tôi là chị Kỳ Phương. Xin chào Kỳ Phương. Bạn hãy có vài lời với khán giả của Uyên Việt Nam. Tôi là Lý Kỳ Phương. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả của Uyên Viên Việt Nam. Vâng. Các bạn có thể nhìn thấy là bạn Kỳ Phương, kể cả cái tên của bạn ấy nữa, tôi thấy nó cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này sau. Vì sao mà chúng tôi lại đến được với nhau thì xin giới thiệu cuốn Hồi ức chiến trường ca đã gắn kết Kỳ Phương với Uyên Viên Việt Nam. Và tác giả Trần Ngọc Phú có gửi tặng cho Kỳ Phương cuốn sách với tựa đề là Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp. Đây là cuốn sách tập 2, in lần thứ nhất. Và tôi đã là người hứa sẽ đưa tận tay cho bạn Kỳ Phương trong lần giao lưu tại khu vực phía Nam. Khi không thấy Kỳ Phương tại khán trường thì tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một cái vật kỷ niệm mà tôi giữ sẽ là khá lâu, nhưng cũng rất là may. Ngay sau đó, bạn ấy đã tiếp cận với chương trình và biết được món quà của mình. Hôm nay chúng tôi gặp nhau. Ngoài công việc chuyển giao quà tặng đến tay cho người nhận, thì chúng tôi cũng sẽ có một buổi nói chuyện mà tôi tin rằng cũng khá là lý thú. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau khi tôi tặng cuốn sách này cho Kỳ Phương. Kỳ Phương à, đây là cuốn sách mà anh Phú muốn Uyên Việt Nam đưa đến tận tay cho bạn. Và chắc chắn đây cũng là một món quà bạn mong đợi. Xin cảm ơn chị, cảm ơn anh Trần Ngọc Phú. Cảm ơn em. Sau đây thì cũng như thường lệ, Uyên Việt Nam là diễn đàn cho tất cả các bạn có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình. Và khi gặp Uyên Việt Nam thì nếu như các bạn không muốn chia sẻ thì chúng tôi cũng tìm cách để các bạn chia sẻ. Thưa bạn, bây giờ bạn đang sinh sống tại nước nào vậy? Dạ, em hiện tại bây giờ đang ở đảo Đài Loan. Đảo Đài Loan. Đảo Đài Loan, một cái địa lý thì không xa với Việt Nam, nhưng mà có một cái vị trí cũng khá là đặc biệt. Và đặc biệt, nó đặc biệt không phải về vị trí địa lý, mà nó đặc biệt vì một cái thể chế chính trị mà có lẽ là ở thế giới này không ít nước nhỉ. Hoặc là có thể có lẽ không có. Có khi không có cũng chỉ nên. Chỉ có mỗi cái họ cho họ là một quốc gia. Dạ. Mặc dù là thế giới không nghĩ, thế giới vẫn nghĩ họ là một phần của Trung Quốc. Nhưng mà tất cả những người dân ở đấy họ không nghĩ thế. Và đất nước họ có luật pháp riêng, chính phủ riêng, thậm chí là có tổng thống riêng luôn. Dạ vâng, đấy là cái đặc biệt của Đài Loan, là một đất nước hai chế độ. Người Trung Quốc đại lục thì cho rằng Đài Loan là một phần không thể tách rời Trung Quốc. Nhưng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa bạn, như bạn vừa nói thì người Đài Loan cho rằng đấy là một cái đất nước riêng biệt, không liên quan gì đến đúng. Trung Quốc. Dạ. Đúng không ạ? Họ độc lập hết, họ nghĩ là họ là một quốc gia riêng biệt. Không có phụ thuộc, không có liên quan gì đến chính quyền Trung Quốc hết. Bạn có thể chứng minh một cái gì đó ngoài những cái như là pháp luật này, chính quyền này, rồi tổng thống này là của riêng. Ra thì còn có cái gì mà nó để khiến cho người ta coi đó là một cái đặc điểm thể hiện mình là một quốc gia và độc lập? Ví dụ như là những người đàn ông Đài Loan mà đi ra những nhàn ra nước ngoài lấy vợ, thì nếu là người của Đài Loan thì họ làm kết hôn rất là đơn giản, nhưng mà đi ra nước ngoài thì lại phải qua một cái luật, bộ luật gọi là khác quốc gia, kết hôn khác quốc gia. Và khi họ kết hôn với người họ gọi là người đại lục, họ gọi là người Trung Quốc, kết hôn với họ thì cũng phải chịu theo cái luật đó, cũng phải đi ra nước ngoài rồi đi theo một cái luật kết hôn với người nước ngoài. Và khi đến định cư ở Đài Loan thì cũng không được nhận giấy chứng minh ngay, giống như mọi cô dâu khác.
Nhưng mà có cái là họ còn hình như là họ không biết có liên quan gì đến chính trị không thì không biết, nhưng mà đây là một cái điều hiển nhiên từ bao nhiêu năm nay rồi mà ai cũng biết. Ví dụ những quốc gia khác như là mình, em chỉ biết là người Đông Nam Á mình thôi, ví dụ như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines, họ sau khi nó lấy chồng thì thường thường là sau 3 năm là bắt đầu có thể xin nhập quốc tịch, hoàn tất cái thủ tục nhập quốc tịch, lấy được chứng minh nó vào khoảng 5 đến 6 năm. Nhưng mà riêng cô dâu của đại lục sang ấy, thì ngày xưa em nghe nói là 10 năm trước ấy, là đến 12 năm, phải định cư đủ 12 năm mới bắt đầu được xin nhập quốc tịch. Nhưng bây giờ thì hình như là hạ xuống còn 6 đến 8 năm thôi, tức là vẫn cứ gấp đôi những cô dâu của nước khác. Nghĩa là một cách là gây khó khăn đấy. Dạ, không biết là hay là nghe người dân Đài Loan nha, chứ còn người chính phủ thì mình không biết được mà, mình không có tiếp xúc được. Người dân Đài Loan thì họ vẫn bảo là họ kiểu như là một cách ngăn cách để người Trung Quốc không thể nhiều người sang và không thể kiểu như là cái gì nó gọi cái gì hóa nhỉ, Trung Quốc hóa đi. Dạ. Tại vì lâu không nói tiếng Việt nên là nhiều khi cái từ ngữ nó tức là họ vẫn giống như kiểu họ đề phòng, không muốn cho người Trung Quốc nhận lấy được cái quốc tịch của họ của người Đài Loan như vậy. Rồi ví dụ như là trong vấn đề bình thường, cái cuộc nói chuyện bình thường của người dân với nhau họ cũng cứ luôn luôn họ nghĩ rằng cái đảng Dân Tiến, tức là cái đảng hiện nay của bà Thái Anh Văn làm tổng thống ấy, với ngày xưa của ông trước ông Mã An Cửu ấy, là ông Trần Thúy Biển. Ông Trần Thúy Biển và bà Thái Anh Văn đều là đảng Dân Tiến, vì họ luôn luôn nghĩ là đảng Dân Tiến là đảng của người Đài Loan. Thậm chí là có một câu nói mà bây giờ nó đã trở thành câu cớ miệng của người dân Đài Loan mỗi khi bắt đầu một cuộc bầu cử tổng thống ấy, là những người đảng Dân Tiến họ luôn luôn nói, thậm chí họ đứng ở chưa đứng ở bên đường họ nói, thậm chí là chỗ nào họ nói là người Đài Loan, bỏ phiếu cho người Đài Loan. Ý là cái đảng Dân Tiến là đảng của người Đài Loan, và đã là người Đài Loan khi đi bỏ phiếu bầu tổng thống thì phải bỏ cho đảng Dân Tiến, nghĩa là như vậy. Như vậy là cô gái của chúng ta đã bỗng nhiên xa vào câu chuyện chính trị lúc nào mà không biết. Như vậy có nghĩa là Đài Loan là đa đảng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và hiện tại thì họ có bao nhiêu cái đảng họ lớn? Hiện tại họ có 5 đảng, nhưng mà 2 đảng lớn nhất đó, mà nổi bật nhất đó, đang nằm trong bộ máy chính quyền đó, là đảng Dân Tiến và đảng Quốc Dân Đảng. Bạn có hiểu biết gì về 2 đảng này không thưa bạn? Tức là đảng Dân Tiến như vừa rồi nói là họ nói là của người Đài Loan lập ra, còn Quốc Dân Đảng thì họ nói là phát sinh từ đại lục, từ Trung Quốc sang, cho nên họ luôn luôn họ nghĩ cái đảng đấy là có người Trung Quốc đứng sau lưng, nên là họ mới nói là nếu là người Đài Loan là không được ủng hộ cái đảng đấy, nên là ở bên đấy ví dụ như là người dân cũng là người dân với nhau, nhưng mà nếu mà hai người là hai cái đảng đó mà gặp nhau là hay dễ cãi lộn lắm. Trong cuộc nói chuyện là nó một hồi là cãi lộn tại vì ai người ta cũng bảo vệ cái quan điểm chính trị của người ta. Bạn có quen ai là người trong một trong những cái đảng đó không? Em có một người bạn cũng thân, người ta là Quốc Dân Đảng ạ, thân Quốc Dân Đảng ạ, thì họ cũng nói là Quốc Dân Đảng không phải là người của Trung Quốc. Người Quốc Dân Đảng thì người ta lại nói người ta không phải là người Trung Quốc, và người ta cũng không có bị cái sự chỉ đạo gì của Trung Quốc, người ta là người Đài Loan. Người ta thậm chí người ta nói là cái công lập quốc ấy, lập ra đất nước Đài Loan để cho Đài Loan đến có được đến ngày hôm nay là do công của người của Quốc Dân Đảng, tức là cách đây 106 năm á, là ông Tưởng Giới Thạch đó bỏ đại lục chạy sang Đài Loan đấy, là ông ấy là người
Tức là lúc đó là em nghe nói là người dân Đài Loan, người ta nói lúc đó là Đài Loan vẫn là một thuộc địa của người Nhật. Đấy. Sau đó là ông Tần Diên Thạch ông mang quân sang, ông đánh đuổi đi. Xong rồi ông mang rất nhiều vàng sang, ông ấy xây dựng lại một cái đất nước Đài Loan. Cho nên là, và họ cũng lấy cái mốc hiện tại bây giờ trong tất cả những cái cơ quan chính quyền của nhà nước Đài Loan, chính quyền Đài Loan, họ cũng lấy cái mốc bây giờ là 106 năm. Ví dụ như là hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2017, thì ở bên đó họ sẽ viết là hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 106, năm quốc dân 106. Tức là đọc là Mín của Y Bài Lính Lưu Nén Sứ Y Vê Chiều Rư, tức là dân quốc 106, dân quốc 106 liên tháng 11 ngày 9. À, vâng, như vậy là câu chuyện chính trị của người dân Đài Loan cũng khá là phong phú. Và một người phụ nữ Việt Nam sinh sống và làm việc tại Đài Loan, tại Đài Loan thì lại có một cái hiểu biết cũng khá là phong phú về cái đời sống chính trị của Đài Loan. Tôi thì còn muốn biết hơn như thế. Với một cái lịch riêng như vậy, họ khẳng định là họ rất là độc lập, không liên quan đến ai, đúng không ạ? Đúng. Vâng. Và đấy cũng là một cái ý chí kiên cường. Người Đài Loan thì họ nghĩ như thế nào về người Việt Nam thưa bạn? Người Đài Loan họ có một ấn tượng tốt với người Việt Nam. Thứ nhất, họ nghĩ là cái phong tục và tập quán của người Đài Loan với người Việt Nam nó cũng có rất nhiều cái giống nhau, và trong cái ẩm thực ăn uống nó cũng có rất nhiều những cái thức ăn giống nhau. Thành ra là cái ấn tượng của người ta với người Việt Nam tốt, với lại họ nghĩ là người Việt Nam mình chịu khó, với lại vui vẻ, chịu khó vui vẻ. Và cái mà người ta ấn tượng lên là người Việt Nam mình rất là yêu nước, giàu lòng yêu nước, rất là dũng cảm. Như em vừa nói đó là hồi nãy em nói chuyện đó, là có bữa là có một ông bác sĩ tự dưng em đi ngang, xong rồi ông ấy gọi lại, ông nói chứ không gọi anh chị chứ, thường ở bên tôi thấy người Việt Nam rất là dữ. Đương nhiên ông nói có một chút là hơi là đùa cợt trong đấy. Thế lúc đầu em cũng không hiểu, ông nói ủa dữ là sao, người Việt Nam đâu có dữ. Ông bị ai đánh chửi à? Bị người Việt Nam đánh hay chửi? Ông nói không, tôi coi trên mạng tôi thấy người Việt Nam dám đánh nhau với Trung Quốc. Đánh ngày xưa cũng đánh, mà đánh bây giờ trên biển đảo cũng đánh nha. Dám đối đầu với Trung Quốc mà. Thế lúc bây giờ là em vợ lấy em nói, ồ cái đó không phải là dữ, mà là người Việt Nam rất là yêu nước. Cái đó là mình khẳng định. Như tôi như vậy, tôi là người Việt Nam, dù tôi đi đến đâu chăng nữa tôi vẫn cứ luôn luôn nghĩ đến đất nước của tôi. Tại vì lúc đó là em cũng có nói thiệt là hồi xưa thì đương nhiên là có học hết trong trường học, trường lớp rồi, thầy cô có dạy hết, nhưng mà bao nhiêu năm nó cũng quên. Nhưng mà nhờ là xem chương trình của Win Win Việt Nam là mình cũng có một số kiến thức đó. Mình ngồi nói chuyện mình nói là mấy ngàn năm Việt Nam với Trung Quốc là có mấy ngàn năm lịch sử, là luôn luôn có những cái cuộc chiến tranh. Có 23 cuộc chiến tranh, là có 20, Việt Nam có 23 cuộc chiến tranh, có đến 21 cuộc chiến tranh là đối đầu với Trung Quốc này. Cho nên chúng tôi chả sợ cái gì hết. Xong chúng tôi rất là yêu nước, luôn luôn muốn bảo vệ đất nước mình. Xong ông nói, ủa chúng tôi yêu nước, tôi cũng rất yêu nước mà tôi không dám đánh, mà bọn tôi không dám đánh. Sợ, hỏi sao? Sợ, trời ơi mình nhỏ xíu mà mình yếu, nó lớn, quýnh cái là đi hết luôn. Nói vậy. Như vậy là người Đài Loan cũng như là một số nước khác mà qua các câu chuyện kể, thì riêng cá nhân tôi thì tôi thấy là cái việc mà dám chống lại những xâm lược lớn mạnh hơn của Việt Nam thì đã gây một cái ấn tượng rất tốt trong mắt của bạn bè thế giới. Và tôi còn muốn tìm hiểu thêm, Đài Loan là một nước mà được cho là có một cái nền văn minh rất là tốt, cho nên tôi cũng muốn tìm hiểu
khi mà bạn sống ở Đài Loan và bạn cũng là người Việt Nam, thì bạn có thấy cái cách quản lý của họ, quản lý đất nước của họ và đối với Việt Nam, thì với cái tư cách là một công dân, thì bạn có thể là nêu những cái mà bạn cho là gọi là được đấy, nêu những cái hay của người ta. Vâng. Tất nhiên là mình sẽ không nói đến cái tầm vĩ mô là hoạt động của chính phủ, đương nhiên. Chỉ nói ở cái góc độ của người dân thôi. Dạ, dạ. Đúng rồi. Xin mời bạn. Dạ. Thì trước hết là phải nói là mình không có một cái, mình là người là không có bảo thủ hay là cực đoan về một cái gì về chính trị hết nha. Mình là một người là lúc nào cũng trung lập, nhưng mà mình khẳng định là mình rất yêu nước. Mình đi đâu thì đi, bất kỳ mình đi nước nào đó, nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình sẽ quay về Việt Nam. Chẳng qua bây giờ là đi làm ăn thôi. Nhưng mà mình thấy là khi mình đến những cái cơ quan nhà nước để mà mình làm những cái thủ tục gì đấy về giấy tờ hành chính đó, hoặc là kể cả trong những cái bộ phận khác của người ta như bệnh viện, trường học đó, mình đều thấy có một cái là cái bộ máy quản lý của người ta và cái cách phục vụ của người ta thực sự là hơn hẳn ở Việt Nam mình. Mình lấy ví dụ như là ở bên Đài Loan người ta vẫn còn chính sách quản lý bằng hộ khẩu, người ta vẫn còn sổ hộ khẩu. Dạ, chứ không bỏ nha, người ta vẫn còn sổ hộ khẩu, nhưng mà người ta quản lý một cách rất là đơn giản, mỗi người là có một cái mã số đã từ rất lâu rồi. Mình lấy ví dụ như là mình mất một cái giấy chứng minh thì mình không, ví dụ mình ở hộ khẩu mình ở Đồng Nai nhưng mình không cần phải về Đồng Nai mình mới làm được, mà mình hiện đang ở miền Trung, miền Bắc gì đó, mình có thể vô bất kỳ một cái cấp quận huyện nào đấy của ủy ban, mình nói là tôi bị mất giấy tờ là người ta sẽ làm ngay cho mình, người ta ngay lập tức người ta sẽ kiểm, người ta vô vi tính rất là nhanh. Nhưng mà khi mình xếp hàng là do những người dân, ví dụ như là lúc cái ngày nào mình đi phải cái ngày mà nhiều người thì mình phải xếp hàng, còn ít người, khi mình đã ngồi vào bàn làm việc đối diện với nhân viên nhà nước thì rất là nhanh, khoảng 10 đến 15 phút thôi. 10 phút thôi chứ không đến 15 phút. Và sau đó người ta mới nói là xin mời cô ngồi đợi khoảng 15 phút. Đấy, là sẽ có giấy chứng minh mới này. Ví dụ những cái mà, ví dụ như cái thẻ bảo hiểm y tế của người ta, ở y tế toàn dân thì nghe nói cái thẻ đấy nó có một cái mã số đặc biệt nào đấy, thì người ta phải buộc người ta phải đưa đi in ấn, nó công phu hơn đó, phải hết mấy ngày đó. Thì mình sẽ để lại cái địa chỉ của mình và người ta sẽ làm xong, người ta sẽ gửi đến tận nhà mình. Và trong cái phục vụ của người ta thì đặc biệt không bao giờ có cái chuyện tiền bạc ở trong đó, hối lộ tiền bạc là đặc biệt không có. Thậm chí là cơ quan nào người ta, cái cơ quan nào của người ta cũng có một cái bản để cho những người tình nguyện, những người vừa hưu trí rồi mà người ta vẫn muốn giúp đỡ những người khác đấy, người ta đến đó là tình nguyện, người ta giúp đỡ. Ví dụ mình vô là người ta hỏi ngay mình có cần giúp đỡ gì không, giúp đỡ ở cái chỗ là mình có biết viết giấy tờ, mình tìm cái bộ phận nào đó người ta sẽ giúp mình. Còn khác với ở Việt Nam, ở cái chỗ là mình, ví dụ Việt Nam nói thật là cái lần này em về Việt Nam là để chuyển khẩu cho con của mình, hai đứa con của em ở thành phố Hồ Chí Minh, nó thậm chí đã mua nhà 3 năm nay rồi, làm hộ khẩu KT3 ngay từ lúc mua nhà xong. Thì ở trên thành phố thì các anh ở phường nói là quy định là phải ở KT3 2 năm sau đó mới được chuyển đến. Thì bây giờ nhà mình là đã gần 3 năm rồi, em về thì cũng về dưới quê cũng chuyển khẩu, nhưng mà ở dưới xã là không làm thủ tục, rất là rườm rà, rất là gây rắc rối cho nhau, vì khó khăn cho nhau. Nhà mình là chỉ có 3 khẩu, mà cái sổ hộ khẩu trước của em là trong đó lúc mà em đi vắng thì em có nhờ là hai vợ chồng đứa em trai với con nó đến coi nhà thì nó nhập vào hộ khẩu, bây giờ là thành 6 khẩu trong cái cuốn đấy. Mà giờ anh trưởng công an xã anh bảo là bây giờ cô là chủ hộ khẩu, cô đi rồi thì cô phải chuyển hết đi. Thế là anh làm một tờ giấy chuyển 6 người trong đó lên phường, phường họ bảo
Ở trên này nhà chị chỉ có 3 khẩu, đăng ký có 3 khẩu là sao chuyển được 6 người, tôi không làm được. Bây giờ tôi nhận cái giấy chuyển khẩu này của chị thì 3 người kia tự dưng mất khẩu. Mà muốn ta kiện tôi à, tôi đâu có dám. Thế con trả lại. Thế trả lại về dưới lại em phải quay về dưới xã, dưới quê lại bắt em quay lên xin giấy của phường là không cho nhập. Rồi xin xong rồi về dưới đó lại bắt nhập lại, làm giấy, làm đơn xin nhập lại ở quê. Nhập lại xong bảo chờ bao giờ có sổ hộ khẩu mới ra rồi mới cho cắt, mà em mới chờ đến bao giờ. Đó, em thấy là nó có lằng nhằng như vậy. Như vậy là cái câu chuyện hộ khẩu của bạn này nó cũng hơi rườm rà nhỉ, yeah. Đúng không? Vâng, quay lại cái quản lý ở bên Singapore. Yeah. Thì lúc nãy bạn có nói là những cái người mà tình nguyện ấy, yeah, là người ta đến đó để người ta giúp cho cái cơ sở đấy. Dạ. Vâng. Và không nhận lương hay bồi dưỡng hay gì? Không có lương và cũng không có tiền gì hết, bồi dưỡng gì hết. Thì tôi đoán đấy là những người hưu trí đúng không ạ? Dạ, thường là ở những cái tuổi 65 trở ra, người ta ở bên đó người ta 65 tuổi là người ta đến tuổi về hưu. Thì người ta vẫn muốn cống hiến gì cho xã hội của người ta, cho xã hội của người ta văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Thì người ta đến đấy, người ta tự nguyện xin, người ta sẽ vào vô xin đăng ký trước. Rồi có tập huấn trước, người ta phải có tập huấn trước. Rồi thì họ mới biết được cách giấy tờ là như thế nào, làm như thế nào. Mà mình chỉ thấy rất là cảm động là người ta cái thái độ phục vụ thật sự là đúng là phục vụ vì dân, chứ người ta không có nghĩ đến cái chuyện là người ta lấy được cái gì của mình. Mình chả bao giờ mình cho họ cái gì mà cũng mình cho, khi họ lại nghĩ mình là người hành tinh nào ở đến đây ấy. Nhưng mà khi nói chuyện ra thì mình cũng thấy có một cái bất cập, có một cái khác nhau giữa hai bên là cái mức lương. Cái lương của người ta khi một nhân viên nhà nước ở bên đấy, cái lương của người ta cao lắm. Nhưng mà tất cả mọi người ở bên đấy đã là công nhân viên chức nhà nước đều phải đi qua thi công chức hết, chứ người ta không có được tuyển thẳng bao giờ hết. Và người ta, ví dụ như em lấy ví dụ như là cái bưu điện này chẳng hạn, bưu điện là cũng thuộc về của nhà nước. Và cái người đưa thư cũng là người nhà nước. Thì ví dụ như là người đưa thư cũng vẫn phải đi qua cái thì ví dụ như cái bưu điện này hoặc cái ngân hàng này hiện nay người ta đang cần 5 người thì người ta sẽ thông báo toàn bộ đất nước Đài Loan, tất cả người Đài Loan trong quốc gia được quyền thi hết. Cho nên một lần thi như thế có thể là đến mấy ngàn thí sinh, nhưng mà chỉ có năm người ta chỉ cần có 5 người và người ta sẽ lấy điểm số từ trên cao xuống, người 5 người điểm số cao nhất thì họ sẽ lấy, nó rất công bằng chứ không có chuyện xin thẳng. Và lương của người ta rất cao. Như vậy là cái áp lực khi mà nguyện vọng muốn vào làm công chức nhà nước mà thi rất nhiều như vậy, chỉ lấy có ít như thế, thì cái áp lực của những người tham gia sự thi sẽ là rất lớn. Người ta có nguyện vọng thì người ta mới thi vào. Và khi tạo ra được một cái áp lực như thế thì báo chí của Đài Loan có phản biện hay là ý kiến gì về cái hiện tượng này không? Tại vì người ta nghĩ đó là cái chuyện đương nhiên. Tại vì em thấy ở bên nó có những người người ta rất kiên nhẫn, có những người người ta đại học tốt nghiệp xong ra người ta cũng có đi làm, nhưng mà song song đó người ta luôn luôn là đi ôn thi, giống như mình ôn thi đại học ấy. Ừ. Ủa mà cũng đắt tiền lắm. Em thấy có người bạn có một đứa con nó học đại học luật xong ra rồi mà nó đi ôn thi, mà mỗi một kỳ là phải đóng đến mười mấy vạn đó, tính tiền Việt mình là mỗi một kỳ đó nó phải đóng đến 150 triệu ôn thi đấy. Mà thi đến năm thứ 5 mà đó là nghe người ta nói là con gái người ta